bạn đang còn theo dõi Facebook. Tôi là Lương Nghi Nguyễn Ngọc Sáng. Hôm nay tôi về Bình Dương làm việc. Thì ngồi cạnh tôi là chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, là một bệnh nhân bị bệnh tiểu đường rất là cao. Nhiều năm qua đã dùng thuốc tây để tạm thời khống chế cái bệnh của mình, nhưng mà từ khi tôi cho chị dùng những cái sản phẩm của tập đoàn Cyberon Wellness thì cái kết quả nó vượt ngoài sự mong đợi, và cái sự mà hồi phục nó rất là nhanh, và chính tôi cũng không ngờ là sản phẩm này nó đem lại cái giá trị quá tuyệt vời, vượt ngoài cái mong ước của bệnh nhân và ngay cả của chính tôi luôn. Tôi muốn quý vị biết được đây là một cái câu chuyện thật, đây là một con người thật, và chị Thanh sẽ chia sẻ với các bạn, chia sẻ với quý vị về tình trạng sức khỏe của mình để cho các bạn có được một cái niềm tin và có được một cái hướng để các bạn đi theo, để chính những ai mà chẳng may mà mang bệnh tiểu đường trong cơ thể cũng có cơ hội để được thoát khỏi bệnh tật, thay vì chúng ta phải uống thuốc suốt đời thì chúng ta chỉ dùng những sản phẩm series trong một thời gian nhất định để trả lại cho chúng ta tình trạng sức khỏe bình thường. Làm gì đây? Vâng, xin mời chị nói về mình, tức là chị đang sống ở đâu và chị bị như thế nào nhé. Xin kính chào quý khán giả. Tôi là Nguyễn Thị Lệ Thanh. Năm nay được 56 tuổi. Nói chung thì cách đây khoảng 6 tháng, tôi biết rằng cái bệnh tiểu đường của tôi thì chắc là cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng khi phát hiện thì khoảng chừng 6 tháng nay, thì mỗi một ngày tôi phải tiêm insulin 2 lần. Nhưng cách đây 1 tháng thì nói chung là con cũng tôi nghĩ rằng đây là một sự may mắn của trong cái cuộc đời của tôi. Tôi có đứa cháu tên là Ngọc, làm trong công ty của bác Sáng. Thì cháu mới phổ biến cho tôi dùng sản phẩm của Sibeli bán hôn bác tháng già đó. Thì sau 1 tháng dùng thì đường huyết của tôi nó rất là tốt, nó rất là ổn. Thì tôi không ngờ là kết quả nó lại đến quá nhanh. Ngoài cái bệnh tiểu đường của tôi thì tôi còn lại là bị hẹp con tim, đã đặt một tên rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian trong một tháng qua, khi mà dùng sản phẩm này tôi rất là khỏe, tôi không còn mệt mỏi, không còn choáng váng và không có cảm thấy là mình chán đời như là lúc đó. Thật tình mà nói là cách đây khoảng vài tháng tôi cảm thấy buồn lắm, rất là buồn. Mình cảm thấy tại sao mình, tôi thật tình mà nói tôi không phải tôi heo hoang, nhưng mà tôi là một người cũng rất là năng động. Nhưng mà đột nhiên rồi thì mình lại cứ lay quay rồi, chứ mình cứ nằm tới nằm luôn hoài, cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà sau khi dùng cái sản phẩm này một tháng qua, tôi cảm thấy là tôi phục hồi sức khỏe tôi lại khoảng 80%. Tôi đã đi đứng lại bình thường, khỏe mạnh và đi làm việc với mức độ là bình thường, như không còn mệt mỏi như một lần nữa. Tôi không ngờ sản phẩm này rất là hay. Tôi mong rằng tất cả những quý vị, tất cả những khán giả hay mà đã xem được cái video này, thì những người thân của mình, ai có mắc phải những căn bệnh như tôi hoặc giả là những căn bệnh khác nữa, thì nên liên hệ với lại công ty này để mà dùng những sản phẩm này. Tôi hy vọng rằng tất cả ai cũng được khỏe mạnh như tôi. Xin hết. Vâng, cảm ơn chị Thanh. Thưa các bạn, trên tay tôi là hiện nay đang còn cầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái kết quả xét nghiệm mà về đường huyết của chị Thanh. Tôi sẽ lần lượt để cho các bạn xem những cái kết quả của nó. Đây là cái kết quả xét nghiệm mà đường huyết ngày 24 tháng 11 2018, gluco máu là 7.2 mmol trên lít. Thì chúng ta thấy rằng là đường huyết ở cái này, chỉ số này rất là cao. Rồi tiếp theo là ngày 1 tháng 12 thì gluco máu, đường huyết ở trong máu là 6.3 mmol. Rồi tiếp theo nữa là nó có giảm đi, là 31 tháng 3 thì là 6.1 mmol. Thì đây là cái thời gian mà chị Thanh vẫn phải tiêm insulin ngày 2 lần, nhưng sau đó là ngày 7 tháng 4 là
cái đường gluco máu nó lại lên 6.6 milimol. Đấy, cái đây là những bốn cái kết quả xét nghiệm này là đang còn dùng thuốc tây hàng ngày, tiêm insulin hàng ngày. Nhưng ngày 22 tháng 4 là sau khi mà một thời gian khoảng 3 tuần dùng sản phẩm của Sivri thì gluco ở trong máu là nó xuống 5.8 milimol. Và cái kết quả mới nhất sáng nay chị Thanh đã kiểm tra này là đường huyết là nó đã xuống ngày 15 tháng 5 2019 thì đường huyết nó đã xuống 5.3 milimol, tức là nó đã trở về cái chỉ số đường huyết bình thường. Thì các vị thấy rằng là đây là một cái kết quả mà từ trước giờ chị Thanh thì đã dùng rất nhiều thuốc hạ đường huyết, tiêm nhưng không xuống được, không đường huyết không hạ xuống được. Nhưng mà chỉ dùng cái sản phẩm của CD chỉ có hơn một tháng thôi, bây giờ đường huyết nó đã trở về cái mức ổn định. Và với cái kinh nghiệm mà dùng thực phẩm chức năng của COD là tôi đã giúp cho rất nhiều người đưa cái mức đường huyết trở về ổn định, thì chắc chắn chị Thanh sẽ là một trong những người có kết quả mà vô cùng hạnh phúc, và chị cảm thấy chất lượng cuộc sống của chị sẽ được phục hồi lại dần dần. Thì sau một năm thôi, bởi vì chị Thanh chị mới uống mà, nhưng mà sau một năm thì chị sẽ có được cái giá trị giống như chị mong muốn. Trước đây chị là con người năng động, chị là con người hoạt bát, thì những cái giá trị đó sẽ trở về với chị. Bởi vì việc chị tăng cân thì việc béo phì là thứ nhất là chúng ta là sai lầm trong ăn uống nha chị nhé. Cái thứ hai là mình dùng thuốc tây nhiều á, để lại cái hậu quả là cho mình tế bào nó bị ngậm nước đúng không, thận thì bị suy, cho nên người chị nó to mà như vậy. Thì tôi sẽ giúp cho chị bằng việc sử dụng tất cả những thực phẩm chức năng của Siri. Thì ở đây tôi xin nói với tất cả các bạn, chúng ta đừng ngộ nhận là thực phẩm chức năng Sivri là thuốc chữa bệnh. Nhưng khi chúng ta dùng đúng thì nó sẽ phát sinh trong cơ thể của chúng ta gọi là cơ chế sinh học tự cân chỉnh, tức là những cái bất thường ở trong cơ thể chúng ta nó bị rối loạn về các cái chức năng, nó rối loạn về chuyển hóa, thì sản phẩm của Sivri sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tự sửa chữa, tự phục hồi, tự cân chỉnh, và vì thế nó có cái tính trị liệu là như thế nha. Và tôi muốn các bạn, những ai mà đang kinh doanh thực phẩm chức năng Sivri, những ai đang dùng thực phẩm chức năng, mà chia sẻ cho bệnh nhân phải hiểu thấu đáo về sản phẩm, phải biết cơ chế về bệnh học như thế nào để chúng ta dùng cho đúng, đúng không ạ? Không có rồi lại hiểu lầm là nó như thần dược, rồi chúng ta phổ biến nó sai về cái đường lối chính sách cũng như là quy định của ngành y tế là không được nhé. Vâng, đây là một cái ngày mà tôi về Bình Dương làm việc, và cũng là một cái ngày tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà người cạnh tôi lại nhận được những cái giá trị giống như là tôi vẫn cứ đi ra. Và tôi biết chắc chắn là cuộc đời của chị Thanh từ đây sẽ rẽ lối sang một con đường mới cho Thanh nhé. Và từ cái kết quả mà chị dùng thì thấy hay, thì hai chị có đi chia sẻ với bạn bè, những người xung quanh mình không ạ? Dạ có chứ. Đấy. Thì trước mắt là những người thân của tôi cũng đang chia sẻ. Đấy, làm nhé. Để chúng ta thấy không ạ? Vậy thế là chị biết là khi mà chị chia sẻ như vậy, chị sẽ có thêm một công việc mới không ạ? Dạ biết. Và chị có thu nhập nữa không ạ? Dạ. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Chúng ta thấy CV là thế đấy, rất là đơn giản, rất là tuyệt vời. Cứ dùng hay chia sẻ và mình trở thành một doanh nhân, hồi nào mình cũng biết được, đúng không ạ? Xin cảm ơn chị Thanh. Chúc mừng chị, trong tương lai chị sẽ là một người khỏe mạnh và là cũng là một doanh nhân thành đạt đấy nha. Và xin chào tất cả các bạn nha.